cúng được một chút, gieo được một chút duyên thì chúng ta thì khởi tham sân si và tạo nghiệp để làm cho gì nhanh giàu, nó đốt hết phúc của chúng ta rồi. Cúng được một pho tượng, in được vài chục vài trăm quyển kinh, công đức có lớn không? Lớn, khẳng định với các quý vị công đức rất lớn. Nếu mà chúng ta biết bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, nương vào công đức lớn đó để mà phát đại bồ đề tâm tu hành, cầu mong thành Phật, cầu mong vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chắc chắn sẽ thành tựu. Chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo, kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần thứ hai. Chúng ta xem kinh văn trang số 20. Hôm qua chúng ta đã học hết cái phần mở đầu của kinh, đó gọi là phần gọi là lục chủng thành tựu. Lục chủng thành tựu tức là tín thành tựu, văn thành tựu, thời thành tựu, chủ thành tựu, sứ thành tựu và chúng thành tựu. Hôm qua đến chúng quỷ thần. Chúng quỷ thần là chúng cuối cùng trong lục chủng thành tựu thì đã viên mãn. Khi mà kinh Phật ấy, thì thường đầy đủ sáu pháp thành tựu này, gọi là lục chủng thành tựu này á, thì đó chính là cái phần mà để cho chúng ta xác quyết, đó là kinh Phật dạy. Cũng có một vài trường hợp đặc biệt là không có lục chủng thành tựu, như là kinh Bát Đại Nhân Giác. Như kinh Bát Đại Nhân Giác chúng ta biết là không phải là một bộ kinh do Đức Phật thuyết ra trong một bài pháp nhất định, mà đó chính là Pháp Sư An Thế Cao, là thái tử của nước An Tức xuất gia tu tập hành đạo, và Ngài rút ra ở trong các kinh hội tập lại thành một bộ kinh ngắn gọi là bộ kinh Bát Đại Nhân Giác, hay còn dịch là gì? Tám điều giác ngộ, tám điều giác ngộ của bậc đại nhân đó. Kinh hay là còn gọi kinh Tám Điều, kinh Bát Đại Nhân Giác ở Việt Nam chúng ta còn gọi là kinh Tám Điều. Trong cái tiêu đề á, dịch là tám điều giác ngộ của bậc đại nhân. Đó, kinh đó thì không có lục chủng thành tựu, tức là không có sáu pháp thành tựu: tín thành tựu, văn thành tựu, thời thành tựu, chủ thành tựu, sứ thành tựu và chúng thành tựu. Tức là không có sáu pháp đó, thì ấn chứng đó là kinh Phật. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng đó chính là Ngài An Thế Cao, do Ngài An Thế Cao rút ra ở trong các kinh hội tập thành, cho nên cũng gọi kinh đó là kinh Phật. Kinh Phật, kinh của nhà Phật, kinh của Phật giáo chúng ta. Hoặc là như là gì? Như Lục Tổ Đàn Kinh. Lục Tổ Đàn Kinh tức là những bài pháp của Ngài Lục Tổ Huệ Năng, là một vị tổ sư thứ 33 của Tổ sư Thiền Tông Ấn Hoa, tổ sư thứ 6 của Thiền Tông Trung Hoa, và tổ thứ 33 của Tổ sư Ấn Hoa. Ấn Hoa tức là cả Ấn Độ và Trung Hoa dồn lại. Ấn Độ thì có 28 vị tổ sư truyền bá từ Ngài Ma Ca Diếp là sơ tổ thứ nhất, xong đến cho A Nan thứ hai, cho đến tổ Bát Nhã Đa La là thứ 27, và tổ Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28. Đó, ở Ấn Độ thì có 28 vị tổ sư Thiền Tông được truyền tâm ấn từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại Hội Linh Sơn. Niêm Hoa Ngộ Chỉ trao pháp tâm ấn cho Ngài Ma Ca Diếp và truyền thừa dần dần cho đến tổ Bồ Đề Đạt Ma là tổ 28. Thì bây giờ thì tổ Bồ Đề Đạt Ma lại truyền sang Trung Hoa, trao cho vị tổ tiếp theo là Ngài Tuệ Khả, dần dần cho đến vị thứ 6 ở Trung Quốc, đó là Lục Tổ Huệ Năng. Thì Lục Tổ Huệ Năng là một vị tổ sư rất nổi tiếng, rất nổi tiếng của Phật giáo Thiền Tông Trung Quốc cũng như Thiền Tông trên toàn thế giới ở trong hệ Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông đó. Cho nên á, những lời dạy của Lục Tổ Huệ Năng á, sau này được các đệ tử và các cư sĩ kết tập lại thành một bộ kinh, đó gọi là Lục Tổ Đàn Kinh. Lục Tổ tức là tổ thứ 6, chỉ cho Ngài Huệ Năng Đại Sư đó. Đàn Kinh tức là những bài pháp mà do tổ đăng đàn thuyết giáo, đăng đàn thuyết pháp, được ghi chép lại, được ghi chép lại, sâu chuỗi lại, chắp nối lại với nhau thành một bộ kinh đó, để dạy cho hậu thế biết đường để mà phá mê khai ngộ, phản vọng quy chân đó. Đấy, con ấy cũng được gọi là kinh của Phật giáo đó. Đấy, cũng nói thêm như vậy cho chúng ta biết.
Và trong cái bộ kinh này thì chúng ta thấy sau cái phần buổi pháp thoại ngày hôm qua, tức là nói về sáu pháp thành tựu để minh chứng đó là một bộ kinh của Phật giáo. Bộ kinh này do chính Đức Phật thuyết ra ở trên cung trời Đau Lợi. Và sau khi á, đại chúng đã nhóm họp thành tựu rồi, đông đủ rồi á, thì bắt đầu là gì? Thích Ca Mâu Ni Phật chính thức là tuyên diễn diệu lý, tuyên diễn chính pháp. Cũng giống như là các quý vị từ sáng đến giờ vân tập về mỗi người một nơi, mỗi người một khu, mỗi người một nhà. Chúng ta vân tập ở các nơi về đây trong đạo tràng này, mất khoảng độ tiếng, 2 tiếng đồng hồ chúng ta vân tập. Bây giờ vân tập đầy đủ rồi á, bắt đầu thì quản chúng với lại ban tổ chức với lại hướng dẫn cho các quý vị ngồi vào trong đạo tràng cho trang nghiêm thanh tịnh và niệm Phật để cung thỉnh Pháp Sư lên tòa để giảng Pháp cho chúng ta. Đấy gọi là gì? Chúng đã nhóm họp đầy đủ. Thì ở đến cái đoạn mà các vị quỷ vương vân tập đầy đủ đó, ở trên cung trời Đau Lợi đó, thì đó gọi là gì? Đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh, chính thức Thích Ca Mâu Ni Phật bắt đầu tuyên diễn diệu pháp. Chúng đã vân tập thanh tịnh đầy đủ rồi á, thì bắt đầu chúng ta thấy lúc bấy giờ, trong văn kinh á, trang thứ 20 chúng ta xem, lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo với Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng: ông xem tất cả chư Phật và chư Bồ Tát cùng chư Thiên Long Bát Bộ và chúng quỷ thần ở trong thế giới này và thế giới phương khác, ở trong quốc độ này và ở quốc độ khác, hiện đang ở nơi đây tại cung trời Đau Lợi, ông có thể biết được số lượng bao nhiêu chăng? Chúng ta thấy trong chúng hội này, chúng ta thấy tuyệt nhiên không có một vị đệ tử Thanh Văn A-la-hán nào đi theo Đức Phật. Chúng ta phải biết rõ, trong tất cả các pháp hội thuyết kinh của Đức Phật, duy nhất có 2 pháp hội là không có chúng đệ tử Thanh Văn A-la-hán. 2 pháp hội kinh lớn, rất lớn của Phật, đó là một pháp hội ở tại Cội Bồ Đề, gọi là tại Bồ Đề Đạo Tràng, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới thành đạo, trong 21 ngày đầu đó. Pháp hội đó chỉ có các hàng Bồ Tát và chư Phật mười phương, cũng như là các vị Thiên Long, quỷ thần, pháp thân đại sĩ thì hiện ra ở trong đường quỷ thần để vân tập, để nghe Phật thuyết pháp. Đó. Cho nên pháp hội Kinh Hoa Nghiêm đặc biệt cũng không có một vị đệ tử Thanh Văn A-la-hán nào. Vì sao? Vì khi đó Đức Phật chưa chuyển bánh xe pháp cho thế gian, cho nên chưa có người xuất gia tu đạo. Vì vậy mà chưa có các vị Thanh Văn A-la-hán nào trong pháp hội đó, mà chỉ có các vị pháp thân đại sĩ chư Phật hóa thân và các vị đại sĩ Bồ Tát hóa thân và Thiên Long Bát Bộ chúng quỷ thần đã chứng nhập được quả vị bất thoái chuyển Bồ Tát thì hiện trong các đường địa ngục ngạ quỷ súc sinh vân vân ạ, vân tập về đó để nghe Phật thuyết pháp. Đó là bài pháp thoại đầu tiên sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật thành đạo và ngài tuyên thuyết dưới Cội Bồ Đề, đó là Kinh Hoa Nghiêm. Và sau 12 năm khi thành đạo, chuyển bánh xe pháp độ cho ngàn ngàn chúng đệ tử xuất gia chứng quả là hán rồi. Nhưng mà chúng ta thấy pháp hội thuyết kinh Địa Tạng trên cung trời Đau Lợi này, chúng ta thấy cũng tuyệt nhiên không có một vị đại đệ tử A-la-hán nào đi theo. Vì sao? Vì theo như trong lịch sử, cái bài trước chúng tôi nói về lịch sử thuyết kinh này, chúng tôi nói nghiên cứu và chúng tôi nói với các quý vị này, sau 12 năm đầu khi thành đạo, nhân duyên là ở trong tăng chúng có khởi cái chuyện là chánh sự, tức là tăng chúng hai nhóm lục quần tỷ khiêu và tỷ khiêu ni nổi lên và gì, cãi cọ nhau, khiến cho chư tăng không thanh tịnh hòa hợp được. Câu chuyện đó được đưa đến Đức Thế Tôn để dàn xếp, để hòa giải, nhưng mà hai chúng này nhất định không nghe. Vì vậy mà Đức Phật này, ngài nói là các ông mà không nghe thì ta sẽ gì, dành một thời gian 3 tháng an cư cho gì, các ông suy nghĩ, cho các thầy suy nghĩ. Và Đức Thế Tôn một mình lặng lẽ đi vào trong núi Linh Thiếu để ngồi thiền nhập định. Trong khi thiền định, chúng ta nói ở nôm na như chúng ta cho dễ hiểu với nhau, khi thiền định Đức Phật đó gì, dùng thần lực của mình để lên cung trời thuyết pháp độ cho mẫu thân.
tri ân và báo ân công đức sinh thành to lớn của mẫu thân, đó là gì? Hoàng hậu Maya, là mẹ của Thái tử Tất Đạt Đa. Mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng nói là gì? Maya phu nhân chính là mẹ của hàng ngàn đức Phật về đời quá khứ rồi, và còn là sau này sẽ thể hiện là mẹ của hàng hà sa số các đức Phật ở đời vị lai nữa, ở thế gian này cũng như khắp trong tam thiên đại thiên thế giới này. Đó, đây là bản nguyện của gì? Của bà Maya. Bà là một vị cổ Phật, đã thành Phật rồi, đã nhập Niết Bàn rồi, nhưng mà không trụ trong cái cảnh giới pháp thân thanh tịnh Niết Bàn tịch tịnh, mà vì muốn là thành tựu cái sở nguyện của mình, đó là gì? Muốn sinh ra các vị thái tử, muốn sinh ra các vị gì? Các vị vua, để các vị thái tử, các vị vua đó xuất ra thành Phật. Có nghĩa là mình cũng nói nôm na gì? Muốn làm sinh ra làm mẹ của các gì? Các đức Phật ở đời vị lai, là mẹ của các hàng nghìn đức Phật ở đời quá khứ rồi, và sẽ làm mẹ của hàng hà sa số các đức Phật ở đời vị lai, sinh ra các vị thái tử, các vị vua, để sau này các vị thái tử, các vị vua đó xuất ra thành Phật. Đó, đấy là bản nguyện của gì? Của bà. Bản nguyện của bà, chứ không phải là một vị phàm phu mà có thể có được cái công đức đó các quý vị. Cho nên học và nghiên cứu chúng ta mới thấy rằng cái nhân duyên giáo hóa độ sinh của mười phương ba đời chư Phật, các ngài có cái sự là liên kết chặt chẽ với nhau, có cái sự kết nối và phối hợp với nhau rất nhịp nhàng. Nói nôm na như ở thế gian chúng ta dễ hiểu, đó là các ngài diễn kịch cho chúng ta xem, các ngài phân vai nhau để diễn kịch cho chúng ta xem. Có khi ở cái vai kịch này thì cái trường hợp này đóng là vai chính, còn ở vai kia thì gì? Trường hợp kia lại diễn là vai phụ. Cho nên chúng ta thấy là Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư là sơ tổ của Tông Pháp Hoa Trung Quốc, được coi là gì? Hóa thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn ở Việt Nam chúng ta, theo các nhà nghiên cứu Phật học, họ nói rằng Đức Vua Trần Nhân Tông, tức là sơ tổ của Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử, chính là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài Huyền Quang và Ngài Pháp Loa, Nhị Tổ và Tam Tổ, chính là gì? A Nan và Ca Diếp, hóa thân của A Nan và Ca Diếp, trợ tuyên cho gì? Giáo pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta thấy các ngài thị hiện bằng nhiều hình tướng, nhiều tướng trạng để mà phổ độ chúng sinh. Chúng ta thấy nếu mà không phải một vị Phật hóa thân có công đức rộng lớn, thì chúng ta biết rằng trong thời nhà Trần, đích thân là Trần Nhân Tông lãnh đạo nhân dân và tướng quân quần thần là hai lần phá tan quân giặc Nguyên Mông lớn mạnh. Chúng ta biết cái thời đó quân giặc Nguyên Mông của thành Cát Tí Hãn nó đi tới đâu liền san bằng các quốc gia ở dưới vó ngựa của họ, nó mạnh đến như thế, nó đánh sang tận châu Âu. Châu Âu lúc đó chúng ta biết là lớn mạnh như vậy, mà thành Cát Tí Hãn đi đến đâu á liền là san bằng thành trì các quốc gia đó dưới vó ngựa của họ, của nó. Nhưng mà sang đến Việt Nam, một đất nước rất nhỏ, ngày đó chúng ta, đất nước của chúng ta chỉ vào tới miền Trung thôi á, chứ chưa có tiến tới miền Nam đâu các quý vị, tới Quảng Bình, Quảng Trị trở ra thôi. Còn từ Quảng Bình, Quảng Trị trở vào trong á là đất nước Chăm, Champa, đất nước Chăm. Và vua Chăm khu đó là vua Chế Chỉ, vua Chế Chỉ. Đó, một cái đất nước nhỏ chỉ có vài tỉnh phía Bắc của chúng ta bây giờ thôi, mà đứng lên đánh tan cái quân giặc Nguyên Mông là hùng mạnh, số một của thế giới lúc bấy giờ. Phải nói là hùng mạnh, số một thế giới lúc bấy giờ. Vậy mà Trần Nhân Tông lãnh đạo tướng lĩnh và nhân dân đánh hai lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông. Đặc biệt là trận gì ạ? Bạch Đằng lịch sử, trận chiến Bạch Đằng lịch sử, đúng không? Đó, chúng ta thấy một vị phàm phu, một người thường làm sao làm được điều đó? Một vị vua bình thường không thể làm được điều đó. Mà chỉ có những cái vị mà gì? Công đức rộng lớn, muốn giải trừ những ách nạn cho quốc gia dân tộc có niềm tin với đạo Phật,
gần như là tuyệt đối trong lúc thời bấy giờ, thời Lý và nhà Trần. Niềm tin đối với đạo Phật của quốc gia chúng ta gần như là tuyệt đối. Vì đạo Phật được tôn xưng là gì ạ? Là quốc đạo mà. Đạo Phật được tôn xưng, lúc đó được tôn xưng là quốc đạo. Là cái đạo chủ chốt của gì? Của quốc gia, của đất nước. Là cái tôn giáo lãnh đạo về phần tinh thần của gì? Của cả dân tộc. Không chỉ lãnh đạo tinh thần mà còn góp sức xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đánh giặc ngoại xâm, vân vân. Đó, có công rất lớn trong việc là kiến tạo cũng như là xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đặc biệt là triều đại nhà Lý và nhà Trần. Đó. Cho nên là chúng ta thấy chỉ có các hàng pháp thân đại sĩ, chư Phật và Bồ Tát tái lai mới có thể làm được những cái việc lớn như thế, thành tựu được những cái sở nguyện mà hàng phàm phu tục tử chúng ta không bao giờ làm được như vậy. Đó. Cho nên chúng ta thấy Yên Tử, mặc dù á, Tam Tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông, Pháp Loa và Huyền Quang đã nhập Niết Bàn á, hơn 700 năm nay rồi, nhưng mà chúng ta thấy cái gì, cái uy đức của các ngài vẫn chiêu cảm được hàng vạn vạn con em đồng bào dân tộc ở khắp cả nước, đặc biệt là các tín đồ Phật tử ở khắp cả nước cũng như trên thế giới là gì? Đổ về đó để chiêm bái, cung kính, đỉnh lễ và cúng dường, cũng như hội trì Phật Pháp. Chúng ta thấy không? Ai mà chúng ta đi xuân hội, mùa xuân hội vào tháng Giêng, chúng ta đi Yên Tử từ tháng Giêng cho đến tháng 3, ngày nào cũng hàng gì? Hàng vạn, hàng chục vạn, thậm chí vài chục vạn lượt khách đổ về Yên Tử để chiêm bái, đỉnh lễ cúng dường Tam Tổ Trúc Lâm. Không phải là hóa thân của các vị đại sĩ, chư Phật và Bồ Tát làm gì có cái chuyện mà cảm hóa được chúng sinh như vậy các quý vị, không có. Không có. Cho nên ở đây chúng ta học Phật, chúng ta phải hiểu được rằng chư Phật và Bồ Tát tùy theo cái nhân duyên cần đắc độ của chúng sinh mà các ngài gì thì hiện. Như trong Phẩm Phổ Môn 25 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta thấy Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng sinh muốn hiện là thân trời rồng thì Quán Thế Âm Bồ Tát vì những người đó mà hiện ra thân trời rồng để thuyết pháp. Chúng sinh muốn hiện cái gì? Thân vua chúa quan lại thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện cái thân vua chúa quan lại vì người đó mà thuyết pháp. Nhân đến chúng sinh muốn thì hiện cái tấm thân gì? Phàm phu, thân nam thân nữ để hóa độ thì Quán Thế Âm Bồ Tát cũng hiện cái thân phàm phu, thân nam thân nữ vì người đó mà thuyết pháp. Nhân đến chúng sinh muốn hiện cái thân gì? Ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh để giáo hóa thì Quán Thế Âm Bồ Tát cũng hiện cái tấm thân ở trong ba đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh vì những người đó, vì những loại đó để mà gì? Thuyết pháp. Đó. Cho nên học Phật chúng ta phải biết rằng Phật pháp là bất định pháp, không có một cái pháp gì cố định để cho Phật pháp thể hiện nguyên một hình mẫu nhất định cả. Đó. Học Phật pháp đại thừa, nghiên cứu giáo điển đại thừa của Phật pháp, chúng ta phải biết rõ cái điều đó. Xã hội luôn luôn vận động và phát triển, Phật giáo cũng cần phải gì? Có sự Phật giáo cũng luôn phải có sự khế lý, khế cư, khế thời, gọi là tam khế, khế lý, khế cơ và khế thời để mà hóa độ chúng sinh. Muốn được như vậy cho nên á, Phật pháp cũng phải gọi là, trong Phật pháp gọi là có cái câu gọi là, ở trong Phật giáo Việt Nam chúng ta có cái câu gọi là Phật pháp đồng hành cùng dân tộc. Đó, Phật pháp đồng hành cùng dân tộc. Đối với chế độ đảng nhà nước của chúng ta này, lãnh đạo, thì Phật pháp chúng ta có cái câu là gì? Gọi là đạo pháp dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Đó. Đạo pháp và dân tộc, chủ nghĩa và xã hội. Vì cái chế độ thể chế của đất nước chúng ta là gì? Thể chế do Đảng Cộng sản, gọi là chế độ xã hội chủ nghĩa quản lý và điều hành việc chính trị quốc gia cao cả của đất nước.
Cho nên Phật Pháp không thể tách rời cái thể chế chính trị của một quốc gia để mà hoạt động độc lập được. Thời Đức Phật còn tại thế cũng như thế. Thời Đức Phật còn tại thế thì cái thời đó gọi là thế thời gì? Quân chủ phong kiến. Thì Đức Phật cũng phải hòa đồng với cái chế độ quân chủ phong kiến đó để truyền vào Phật Pháp. Và Ngài cũng muốn các đệ tử của Ngài không thể tách rời mà các chế độ chính trị, quản lý quốc gia, điều hành đất nước đó để mà phát triển được. Cho nên chúng ta thấy là ở vào cái thời đại này thì Phật giáo Việt Nam chúng ta có một cái khẩu hiệu gọi là đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Rồi thiết phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật, vân vân. Đạo pháp và dân tộc, vân vân. Đó. Cho nên chúng ta thấy là cái sự thể hiện của chư Phật Bồ Tát là muôn hình muôn vẻ. Có thể các vị thể hiện là gì? Một vị quan chức trong chính phủ, trong nhà nước để hộ trì Phật Pháp. Chúng ta thấy có không? Có. Có những vị đó. Trong lịch sử Phật giáo Việt Nam có rất nhiều những vị thể hiện như vậy. Ví dụ như là thời nhà Trần thì có gì? Có cư sĩ là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Tuệ Trung Thượng Sĩ là chú của vua Trần Nhân Tông. Ở ngoài đời gọi là chú của vua Trần Nhân Tông. Và ở trong đạo thì là gì? Là sư phụ của Trần Nhân Tông. Từ là dạy học, dạy thiền cho Trần Nhân Tông mà. Và sư phụ của Trần Hưng Đạo. Chúng ta biết Việt Nam chúng ta có Đức Thánh Trần, gọi là Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Mình gọi nôm na là gọi Đức Thánh Trần đó. Dân gian chúng ta, nhân dân chúng ta gọi Đức Thánh Trần đó. Ngài cũng được coi là một vị thánh của dân tộc Việt Nam chúng ta. Vì Ngài có công là chống giặc ngoại xâm và xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giúp cho triều đại nhà Trần 2-3 lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông. Có công rất lớn với đất nước và dân tộc. Ở ngoài đời Ngài là một vị tướng lẫy lừng như vậy. Như ở trong đạo các vị biết không? Ngài là một vị thiền sư. Trần Hưng Đạo là một vị thiền sư. Còn Trần Nhân Tông ở ngoài đời là một vị quốc vương, một vị minh chủ. Ở trong đạo thì là một vị đại thiền sư. Đó. Sau này đánh tan, hai lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông, nhường ngôi lại cho con của mình là Trần Anh Tông. Và Ngài lên làm Thái Thượng Hoàng vài năm. Sau khi lên Thái Thượng Hoàng vài năm rồi thì Ngài thì liền vân du xuất gia, ở trên ẩn cư trên núi Yên Tử một thời gian. Sau khi tu hành đắc đạo thì Ngài đi vân du các nơi. Trong lịch sử nói rằng Ngài đi vân du các nơi để truyền bá Phật Pháp, khuyên dân dẹp bỏ dâm từ. Thế nào là khuyên dân dẹp bỏ dâm từ? Nghĩa là cái thời đó Việt Nam chúng ta cũng có một số các đền phủ miếu mạo là thờ gì? Thờ theo tà đạo, thờ theo một cái số tôn giáo, một số tôn giáo tà đạo, đặc biệt là Ấn Độ và ở Ấn Độ và ở Phật giáo ở đằng trong khu đó gọi là lúc bấy giờ tương đương lúc bấy miền Trung, các tỉnh miền Trung rồi lúc nãy gọi là nước gì nhỉ? Champa. Ở trong nước Chăm, trong nước Chăm là truyền ra. Đó là họ thờ gì? Họ thờ những cái vật sinh dục của nam nữ. Thờ những vật sinh dục của nam nữ. Đấy, có những cái tôn giáo đó. Có những số tôn giáo họ thờ những cái vật sinh dục của nam nữ. Trên thế giới còn không? Còn. Ấn Độ với lại Thái Lan với lại Lào, Campuchia, một số nước bây giờ vẫn còn cái nhà thờ thờ các sinh vật của nam nữ đó. Và Việt Nam chúng ta ngày đấy không có. Cho nên Đức Vua Trần Nhân Tông, Ngài là một vị vua xuất gia, trở thành một vị tổ sư, một vị thiền sư, một vị thiền sư danh tiếng như vậy. Cho nên Ngài đi khắp đất nước để khuyên dân dẹp bỏ dâm từ, tức là phá bỏ những cái đền, cái miếu mà thờ cái vật sinh dục của nam nữ. Nó không có gì hay ho cả. Đó là gọi là mê tín dị đoan. Và Ngài khuyên dân bỏ đi. Và cũng khuyên dân là trong những ngày lễ hội, đền chùa miếu mạo không nên là sát sinh hại vật để tế tự quỷ thần,
để cầu phúc cho muôn dân. Mà ấy gì? Hãy làm những cái đám lễ gọi là lễ chay, gọi là lễ chay, thanh bông hoa quả, gọi là tôn nghiêm chay tịnh để dâng tế chư Phật và chư Thiên Long Bát Bộ thập phương quỷ thần để cầu phúc cho muôn dân bách gia trăm họ. Đó. Ngài cực lực đi truyền bá tư tưởng giáo lý của Đức Phật đến với quảng đại quần chúng ở trong dân chúng. Một vị vua mà đi chân đất, đầu đội trời, chân đạp đất để đi truyền bá giáo lý như vậy, các quý vị, không phải là một vị vua bình thường đâu, không phải là một vị tăng bình thường đâu, không phải là một vị tổ sư bình thường như chúng ta thường nghĩ đâu, mà chính là hóa thân của Thích Ca Mâu Ni Phật đấy. Đó. Cho nên ở đây á, qua cái đoạn này thì chúng ta mới thấy rằng, qua đoạn kinh này chúng ta mới thấy rằng á, vì sao có rất nhiều các vị gì, các vị cổ Phật hóa thân và các vị Phật hiện tại thành Phật ở khắp mười phương thế giới vân tập về trong diệu pháp đường của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca đó, trong pháp hội thuyết giảng kinh Địa Tạng đó, và có hàng hà sa số các vị đại Bồ Tát cũng như là các vị thiên long quỷ thần ở khắp quái Sa Bà này cũng như khắp mười phương thế giới vân tập về đó, mà Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật không kêu, không gọi, mà là gọi gì? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát chúng ta biết cũng không phải là vị Bồ Tát hiện hữu sinh ra ở thế giới Sa Bà chúng ta này, mà Ngài là một vị gì? Cổ Phật, đã thành Phật cũng từ lâu rồi, nhưng vì cái tâm Bồ Đề muốn cứu độ chúng sinh, đại bi thương xót chúng sinh, cho nên á, thì hiện ra gì? Một tấm thân Bồ Tát. Ngài là một vị thượng thủ, là một vị đại đệ tử của một Đức Phật ở phương khác, không phải ở phương này. Nhưng vì muốn trợ tuyên giáo pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật ở thế giới này, cho nên á, Ngài gì? Thì hiện, lúc thì làm một nam tử, lúc thì làm một nữ nhân, lúc thì làm một ông già, lúc thì làm một bà gì? Một bà cụ, vân vân, để mà độ sinh, tức là không có tướng hình nào nhất định cả để độ sinh. Không như A Nan Ca Diếp Xá Lợi Phất Mục Kỳ Liên, đó là gì? Thì hiện có tướng hình để độ sinh, trợ tuyên giáo pháp của Đức Phật. Nhưng còn Văn Thù và Phổ Hiền, Quán Âm và Thế Chí là các vị Bồ Tát ở phương khác. Quán Âm Thế Chí thì là đệ tử của Đức Phật A Di Đà Tây Phương Cực Lạc thế giới. Văn Thù Phổ Hiền là hai vị Bồ Tát ở thế giới khác, là đệ tử, đại đệ tử của các Đức Phật ở thế giới khác. Các quý vị về xem lại kinh Bi Hoa, xem lại kinh Đại Bảo Tích thì sẽ thấy là Văn Thù Phổ Hiền là đệ tử của Đức Phật nào. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Thích Ca Mâu Ni Phật sở dĩ mà gọi Bồ Tát Văn Thù để hỏi rằng ông có tính đếm được, có biết được cái số lượng của đại chúng chư Phật và Bồ Tát trời người và chúng quỷ thần Thiên Long Bát Bộ vân tập về pháp hội này là có bao nhiêu người chăng? Vì sao lại hỏi Bồ Tát Văn Thù? Vì trong tất cả các hàng Bồ Tát, đại Bồ Tát, thì Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là một vị Bồ Tát có gì? Có trí tuệ bậc nhất. Là trí tuệ bậc nhất, là vị Bồ Tát có trí tuệ bậc nhất trong tất cả các hàng Bồ Tát. Như chúng ta biết, chúng đệ tử Thanh Văn của Thích Ca Mâu Ni Phật đó, thì Xá Lợi Phất được gọi là một vị Bồ Tát, một vị Thanh Văn có trí tuệ đệ nhất trong các hàng đệ tử Thanh Văn. Thế còn Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là vị Bồ Tát thì hiện ở khắp mười phương thế giới đều là một vị Bồ Tát có trí tuệ bậc nhất. Ngược lại với Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là Phổ Hiền Bồ Tát, là người có gì? Có hành nguyện bậc nhất. Và đối lại với các vị Bồ Tát đó, chúng ta thấy gì? Địa Tạng Vương Bồ Tát là vị có bồ có gì? Có đại nguyện bậc nhất. Đã. Quán Thế Âm là vị Bồ Tát gì? Có nhân duyên phổ độ chúng sinh bậc nhất. À, chúng ta thấy Thường Tinh Tiến Bồ Tát là vị Bồ Tát gì? Thường hay làm những cái việc khó nhọc ở trong khắp mười phương thế giới bậc nhất. Vân vân và vân vân. Dược Vương và Dược Thường Bồ Tát là những vị Bồ Tát hay ban cho chúng sinh những sự gì?
những sự an vui, khỏe mạnh và tiêu trừ bệnh tật bậc nhất. Chúng ta thấy các vị Bồ Tát, mỗi một vị Bồ Tát các ngài có những cái sở trường đặc biệt riêng của các ngài, cũng như chúng ta sống ở trên thế gian này vậy. Có người thì giỏi về gì ạ? Làm ăn buôn bán, kinh doanh. Có người thì giỏi về gì? Làm chính trị. Có người thì giỏi về làm gì? Kinh tế. Vân vân và vân vân. Đó, không ai giống ai cả. Thì các vị Bồ Tát và Đại Bồ Tát khắp trong mười phương cũng có những sở trường, những cái công đức và năng lực thù thắng siêu vượt hơn những công đức năng lực của các vị Bồ Tát khác và các vị thanh văn khác là như thế. Cho nên á, Thích Ca Mâu Ni Phật trong chúng hội ở trên cung trời Đao Lợi gọi cái vị Đại Bồ Tát có trí tuệ bậc nhất ở trong chúng hội đại diện cho, tiêu biểu cho các vị Bồ Tát khắp mười phương thế giới để hỏi rằng á, ông dùng cái trí tuệ của ông để mà so sánh, mà tính đếm xem đại chúng vân tập về pháp hội tuyên thuyết kinh Địa Tạng bản nguyện ở đây có gì, có nhiều chăng, có biết được chăng. Và chúng ta thấy Văn Thù Sư Lợi nói là gì? Ngay bấy giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi liền bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu con dùng thần lực để tính đếm túc số, trải qua trăm nghìn kiếp cũng không thể biết được số lượng là bao nhiêu. Đó, chúng ta thấy một vị Đại Bồ Tát có trí tuệ bậc nhất, mà muốn có trí tuệ bậc nhất thì phải gì ạ? Phải tiêu trừ tất cả nghiệp chướng, viên mãn tất cả thiện căn. Tất cả nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng đều tận tiêu trừ thì mới gì? Mới có lậu tận trí. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát chính là gì? Là biểu tượng của lậu tận trí của Phật. Tức là cái trí tuệ đã gì? Đã viên mãn đầy đủ, không còn khuyết thiếu, không còn dò dỉ nữa. Như chúng ta thì có còn khuyết thiếu, còn dò dỉ không các quý vị? Có không? Có. Những bài học thuộc lòng của chúng ta khi còn bé, cắp sách đến trường, A, B, C, D, vân vân đó, thì chúng ta còn nhớ được. 1 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 thì nhớ được. Nhưng mà rất nhiều những bài học ngày đó chúng ta học thuộc lòng, nhưng bây giờ bảo chúng ta thuộc lòng có thuộc nữa không? Không thuộc nữa. Vậy trí tuệ của chúng ta có bị dò dỉ không? Bị dò dỉ tức là bị gì ạ? Bị gì? Bị rơi vãi mất đi ấy mà. Dò dỉ tức là mình nói nôm na là bị rơi vãi, bị quên lãng mất đi, bị quên đi. Và chúng ta thấy ngay cuộc đời này chỉ có vài năm, vài chục năm thôi chúng ta còn quên, đúng không? Tôi cũng vậy. Những cái trí tuệ thế gian bây giờ tôi quên đi khá nhiều. Ngày xưa khi tôi còn chưa xuất gia, tôi thuộc hàng nghìn bài hát. Bài hát nhạc vàng, nhạc xanh, nhạc đỏ, nhạc chiến trường vân vân là ngày xưa tôi thích hát lắm. Nghêu ngao cầm cái đàn để hát. Yêu văn nghệ và coi hát như là một gì? Một cái thức ăn tinh thần không thể thiếu đối với mình. Cho nên tôi thuộc hàng nghìn bài hát. Nhưng bây giờ các vị biết rồi, tôi nói thật đến các quý vị, bây giờ tôi không thuộc một bài hát nào. Mặc dù tôi sáng tác hàng trăm, hàng 200-300 bài hát. Có những bài hát mà được giải nhất trong cuộc thi văn nghệ của Phật giáo năm 2010 và 11, được giải nhất toàn quốc. Cái bài thi gọi là Để Có Bài Hát, Để Có Một Lời Khuyên đó, cháu Thanh Thủy nó đi hát mà nó được giải nhất của ca nhạc Phật giáo toàn quốc năm 2009. Vậy mà không thuộc. Có rất nhiều những bài hát hay không thuộc. Đó là sao? Trí tuệ đã bị gì ạ? Bị rò rỉ. Nó không như ngày xưa nữa. Ngày xưa còn trẻ thì học vài lần có thể thuộc một bài hát. Nhưng bây giờ học đến gì? Bảo tôi học thuộc một bài hát, tôi học một tháng tôi không thuộc. Thế mới hay chứ. Không biết, không hiểu làm sao. Nhưng mà học kinh á thì thuộc nhanh lắm. Học kinh Phật chỉ cần đọc lướt qua một cái lên trên tòa giảng có thể triển khai ý nghĩa Đông Tây Nam Bắc, thượng hạ bốn bên vô tư rồi. Xem qua một lượt thôi. Có thể ngồi giảng như gì? Như dòng nước chảy nối liền không có chỗ cắt đoạn. Nhưng mà học thuộc lòng một bài hát hay là một đoạn văn tự của thế gian á, mãi chẳng học được. Học đi cúng đi bái vân vân, ngày xưa mới vào đạo đó, học thì rất là nhanh thuộc. Nhưng bây giờ bảo tôi học một cái khoa cúng để đi cúng đi bái thì không thuộc được nữa.
Vì sao? Có lẽ là do mình không chú tâm vào nó. Vì đó không phải là việc chính của người xuất gia, không phải là việc chính của một vị gì, một vị tu sĩ. Cho nên là mình không để ý tới nó. Vì vậy mình đã khởi cái tâm không để ý tới nó, cho nên học mãi thành thuộc. Các vị có những bài hát, đệ tử tôi bảo là, đệ tử tôi nói là gì? Khuyến khích bảo thầy và sư phụ phải học thuộc bài này, để khi lên hát sư phụ khỏi phải cầm tờ giấy. Vì sư phụ sáng tác ra bài hát mà sư phụ vẫn cầm cái tờ giấy, người ta cười chứ. Thì tôi cũng cố tôi học, nhưng mà học đến nửa tháng, học đến cả tháng chẳng thấy thuộc được. Cứ học được đoạn trước mà quên đoạn sau. Như một bài kinh để lên giảng cho các quý vị, tôi chỉ cần lướt qua thôi. Có thể lên giảng được cả ngày, cả tháng, cả năm, không có vướng chỗ nào cả. Đó. Có thể là do gì? Do mình, cái tâm của mình á, nghĩ tới cái vấn đề là xuất gia. Bước đầu thì cầu đạo. Bước thứ hai là gì? Truyền đạo. Và bây giờ đang ở trong bước thứ hai là đi truyền đạo. Cho nên cái tâm mình lúc nào cũng nghĩ tới gì? Tới việc truyền bá giáo lý của Đức Phật đến với quảng đại quần chúng. Do đó nó không còn chỗ đứng cho gì? Những cái kiến thức, những cái chỗ gì sở học khác nữa. Đó. Vì vậy mà học mãi chẳng thuộc. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, một bậc trí tuệ đã viên mãn, đạt được gọi là lậu tận trí của Đức Phật. Mà dùng cái trí tuệ, dùng cái thần lực của mình ấy, còn không đếm được cái túc số của gì? Của đại chúng tham dự pháp hội Phật giảng kinh Địa Tạng ở trên cung trời Đao Lợi cơ mà. Chúng ta thấy ví dụ như pháp hội Trung Phong của chúng ta chẳng hạn, tổ chức con người đến tham dự á, con người của chúng ta giỏi lắm được 5-6, đến có lần được nhiều nhất thì rằm tháng 7 được khoảng 7.000 trở lại là cùng. Chúng chư thiên, quỷ thần và các vong linh, tôi cứ tính cho là đến gấp 10 lần như thế đưa được 70.000 nữa là cùng. Có đếm được không? Đếm được. Phàm phu chúng ta không nhìn thấy chư thiên và quỷ thần và các vị gì? Vong linh đến tham dự thì không biết. Nhưng mà các vị thanh văn A-la-hán, các ngài chỉ lướt qua một cái là đếm được có bao nhiêu nghìn. Chư thiên bao nhiêu nghìn Bồ Tát, bao nhiêu nghìn hóa thân Phật, rồi bao nhiêu nghìn, bao nhiêu vạn vong linh, rồi mấy nghìn chúng sinh ở có thân phàm trần chúng ta đến dự pháp hội đó. Nhưng mà ở trong pháp hội Địa Tạng này, Đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, một vị là Bồ Tát tiêu biểu cho gì? Cho thực trí của mười phương ba đời chư Phật, dùng thần lực của mình không đếm được túc số. Vậy có nghĩa là ở đây chúng ta thấy, qua đây chúng ta thấy là đây là nói lên một cái gì ạ? Nói lên một cái pháp hội, một cái thắng hội thành tựu viên mãn. Do ai mà đến? Đầu tiên là gì? Do Thích Ca Mâu Ni Phật Vân Tập mà đến. Thứ hai là do gì? Do oai đức của Địa Tạng Vương Bồ Tát mà đến. Vì sao mà nói do oai đức của Địa Tạng Vương Bồ Tát? Vì Địa Tạng Vương Bồ Tát đã từng phát Đại Bồ Đề Tâm, thể độ hằng hà sa số chúng sinh trong gì? Vô số kiếp trước cho đến nay. Có hằng hà sa số các đức Phật ngồi trong pháp hội đó đều được gì? Bồ Tát Địa Tạng giáo hóa cho, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, thậm chí là cứu độ cho từ trong địa ngục A Tỳ, nhấn đến các địa ngục lớn, địa ngục nhỏ, nhấn đến trong hai đường ác đạo nữa, đó là ngạ quỷ và súc sinh khổ đau, mà thoát ly sinh tử, tu hành dần dần chứng đắc thánh quả, hành Bồ Tát đạo, nhấn đến thành Phật, đang ngồi trong pháp hội đó đều là gì? Đều coi Địa Tạng Vương Bồ Tát là sư phụ của mình, là người thầy giáo của mình, là ân nhân của mình trước đây. Nhờ có Địa Tạng Vương Bồ Tát mà các ngài phá mê khai ngộ được, bỏ tà quy chính, phản vọng hồi chân được, cho nên các ngài mới thành Phật như ngày hôm nay. Cái điều này nói như vậy có thể phải giải thích một chút để chúng ta dễ hiểu. Giống như là một vị thủ tướng, hay là tổng thống, hay là chủ tịch nước, người đứng đầu của một quốc gia, chúng ta thấy có thầy giáo không các quý vị? Có thầy giáo không?
có. Cho dù ông là tổng thống, ông là thủ tướng, ông là chủ tịch nước, nhưng mà vẫn phải có gì ạ? Có những người thầy dạy cho ông từ khi ông gì? Từ khi ông 5 tuổi, thậm chí là còn trước đó nữa. Bây giờ chúng ta thấy, bây giờ ngày xưa đi học thì 5-6 tuổi mới đi học gì mẫu giáo và vỡ lòng. Bây giờ thì đi học từ lúc gì ạ? Có khi 1 tuổi đã cho đi học rồi đúng không? Phải có người thầy, người cô giáo từ cái lúc tấm bé đó cho đến gì? Đến năm học hết lớp 12, xong chưa? Chưa có, chưa xong. 4 năm đại học hoặc 6 năm đại học tùy theo các môn học nữa, hết chưa? Chưa hết. Rồi các vị giáo sư, các vị tiến sĩ dạy kèm thêm cho các vị đó học lên gì? Học sau đại học là thạc sĩ, rồi tiến sĩ, rồi giáo sư, vân vân. Và trải qua một thời gian cống hiến cho dân tộc, cho quốc gia, cho đất nước nữa, khi được nhân dân và số đông công nhận, ghi nhận và bầu bán đưa lên làm gì? Đưa lên làm cái chức tổng thống, thủ tướng hay chủ tịch nước, vân vân đó. Nhưng mà các vị đó đều gì? Phải có những người thầy, đều có những người thầy. Và cái vị lãnh tụ đó có bao giờ quên những người thầy của mình không? Không. Những kẻ phàm phu vong ân bội nghĩa có thể quên những người thầy của mình, nhưng mà những người mà lãnh tụ cấp cao như vậy, có trí tuệ, có đạo đức như vậy, họ không bao giờ quên những người thầy của mình. Cho dù là những người thầy giáo dạy từ họ gì? Từ lớp 1 cho đến lớp 12, họ không bao giờ quên. Tương tự như vậy, Địa Tạng Vương Bồ Tát là một vị đại Bồ Tát phát đại thệ nguyện: chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Cho nên á, ở trong kinh Địa Tạng này chúng ta thấy á, Ngài đã phát nguyện từ hằng hà sa số kiếp và độ cho hằng hà sa số chúng sinh thoát ly sinh tử, chứng đắc viên thành Phật quả. Cho nên á, một cái pháp hội, một cái thắng hội mà Thích Ca Mâu Ni Phật thậm chí đã gì, cũng có thời là gì, được Địa Tạng Vương Bồ Tát giáo hóa tế độ cho mà thoát ly tam đồ lục đạo, hành Bồ Tát đạo và gì, viên thành Phật quả trong kiếp này. Và ngài phát nguyện cho vân tập các vị gì, cổ Phật và các vị gì, các vị Phật đương đại, tức là đã đang thành và đang hành đạo ở khắp mười phương thế giới, có duyên với Bồ Tát Địa Tạng, đã từng được Bồ Tát Địa Tạng giáo hóa độ cho, và các vị đại Bồ Tát khắp mười phương thế giới, Nhẫn Thiên Long Bát Bộ khắp mười phương thế giới đó, vân tập về cung trời Đao Lợi để ôn lại, mình gọi là để kỷ niệm lại một cái buổi, mình gọi là một cái ngày lễ đặc biệt, gọi lễ tri ân, do Thích Ca Mâu Ni Phật vân tập bạn bè của mình, tức là các đức Phật mười phương, đệ tử của mình là các vị Bồ Tát ở khắp mười phương, và chư vị Thiên Long Bát Bộ quỷ thần ở khắp mười phương là đệ tử của mình đó, người có duyên học đạo với mình mà thành tựu các sở nguyện đó, vân tập về để tri ân công đức Bồ Tát Địa Tạng và để tri ân thánh mẫu của mình là bà Ma Gia Phu Nhân. Cho nên là kinh Địa Tạng chúng ta nghe thấy Hòa Thượng Tịnh Không thường hay nói gì, kinh Địa Tạng là chính là nền tảng của hiếu hạnh, là nền tảng của Phật pháp. Chúng ta nghe thường hay nghe thấy gì, trong nhà Phật thường hay có câu gì, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Đó. Trăm tu vạn hạnh thì hạnh hiếu là gì? Là hạnh đầu. Hạnh hiếu là hạnh gì? Cao tột nhất đối với người học đạo của chúng ta. Cho nên chúng ta thấy ở đây đại chúng mới vân tập về đông đủ như vậy, nhiều đến vô lượng vô biên, đến nỗi là văn thù sư lợi Bồ Tát mà bậc trí tuệ bậc nhất cũng không thể đếm biết hết được. Chúng ta thấy có pháp hội nào mà đông như thế chưa? Chưa có. Pháp hội Phật Thuyết Kinh Hoa Nghiêm ở dưới cội Bồ Đề Đạo Tràng khi mới thành đạo cũng chưa đông đủ như thế. Vì toàn những pháp thân đại sĩ mới có thể vân tập về pháp hội đó. Còn ở đây chúng ta thấy khắp các vị quỷ thần, nhấn đến Thiên Long Bát Bộ, các hàng Bồ Tát và chư Phật ở mười phương thế giới vân tập về đây, quả là
Học đến đây chúng ta phải suy nghĩ. Chúng ta phải suy nghĩ lại. Trước đây chúng ta đều nghĩ rằng Kinh Địa Tạng chỉ dành cho gì? Việc cầu siêu. Khi có người chết, khi có người bệnh chúng ta mới gì? Mới cầu siêu thôi. Thậm chí các vị biết là các vị sư, phải nói là khá nhiều các vị sư, những vị tăng ni xuất gia tu hành bao nhiêu năm ở trong cửa Phật rồi vẫn cứ lầm tưởng là Kinh Địa Tạng chỉ dành để cầu siêu. Do gì? Do không học, không nghiên cứu một cách gì, một cách là chân thực, mà chỉ nghe người trước truyền cho người sau nói rằng Kinh Địa Tạng chỉ dành cầu siêu thôi. Đó. Mà hôm rồi có Phật tử ở bên Mỹ gọi điện về cho tôi nói rằng á, bạch thầy, nhờ có thầy mà trí tuệ của con được khai sáng, nhờ có thầy mà 30 năm học Phật của con á, biết được lối vào. Con đã học Phật Quy Tam Bảo 30 năm nay rồi, nhưng mà mỗi khi con đi qua cái ngôi chùa ở cái bang của con ấy, ở bên Mỹ ấy, họ là thành lập là bang, là tiểu bang giống như mình là một tỉnh ấy. Phật tử nói là cái ngôi chùa trong bang của con ấy, mỗi khi ấy, con đến chùa, con chỉ dám gì đứng xa nhìn tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng mà vái vái thôi, chứ không dám đến gần. Vì sao? Vì cái mấy vị thầy ở bên con này đều nói rằng á, Bồ Tát Địa Tạng là một vị Bồ Tát chuyên về gì độ âm. Các quý thầy cũng không giảng rõ, cho nên chúng con nghĩ rằng á, Bồ Tát Địa Tạng chuyên độ âm, cho nên là có nghĩa là chuyên độ các vong thôi. Vì vậy chúng ta là người còn sống mà đến đó thì có nghĩa là chúng ta chuẩn bị sao? Chuẩn bị chết. Vì ở đến đó có nhiều các vong quá, và chúng ta đến đó sợ gì? Sợ vong thì họ ám vào mình, nhập vào mình và gì, và bắt mình đi theo họ. Và chúng ta gì? Bình thường thì ở thế gian này chúng ta thấy ai cũng ham gì? Ham sống và sợ chết. Khi chưa thấy đạo, chưa ngộ đạo, chưa đắc đạo thì ai cũng gì? Ham sống, sợ chết. Ai cũng vậy, kể cả tôi. Khi chưa xuất gia, chưa ngộ đạo, chưa tu đạo, tôi cũng ham sống, sợ chết. Giống như mọi người vậy. Bây giờ xuất gia tu đạo rồi, tuy chưa ngộ đạo, chưa chứng đạo, nhưng mà gì? Cũng giác ngộ một chút rồi. Cho nên không thấy ham sống và không thấy sợ chết nữa. Phật cho sống ngày nào thì làm hết cái tâm huyết, dốc hết tâm huyết của mình bằng việc gì? Tri ân vào báo ân công đức của Phật Tổ, bằng việc làm chùa tô tượng đúc chuông, truyền trì chính pháp, giảng giải giáo lý của Đức Phật đến với quảng đại quần chúng, đến với tín đồ Phật tử của chúng ta, cho chúng ta phần nào hiểu được giáo pháp của Đức Phật để mà tu tâm dưỡng tính, cải tà quy chính, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tin sâu nhân quả và thực hành thập thiện, tin sâu nguyện thiết một lòng trì niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà để cầu sớm được thoát ly sinh tử chúng khổ trong tam đồ lục đạo, được sớm được vãng sinh Tây phương cực lạc thế giới, vĩnh viễn thoát ly khổ đau. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói với các quý vị, để mà có nhân duyên, có duyên lành được học kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng đến nơi đến chốn, để hiểu được cái nguyện lực độ sinh của Bồ Tát Địa Tạng để chúng ta noi theo để tu hành, để tri ân báo ân công đức của Bồ Tát Địa Tạng đối với chúng sinh, trong đó có chúng ta. Một cách là chân chính, không phải là dễ các quý vị. Cho nên chúng tôi nói là Phật tử bên Mỹ gọi điện chúng tôi nói rằng hơn 30 năm, 30 năm nay quy Tam Bảo, hơn 30 năm tín Phật, tin thì hơn 30 năm, nhưng quy y thì 30 năm nay rồi. Nhưng mà bây giờ mới được nghe chúng tôi giảng Kinh Địa Tạng và mới hiểu được rõ rằng trước đây 30 năm quy Tam Bảo làm đệ tử Phật, hiểu lầm về giáo lý của Đức Phật, đặc biệt là kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Và mỗi khi nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, chỉ đứng từ xa mà vái vái và chạy cho nhanh. Vì sợ gì ạ? Sợ rằng Bồ Tát sẽ độ mình chết sớm. Sợ Bồ Tát độ mình chết sớm cho nên đứng vái vái, từ xa mà vái cho thật nhanh để gì? Để chạy cho nhanh, không có sợ Bồ Tát lại bắt mình chết sớm. Một cái hiểu lầm tai hại như vậy. Và sám hối Đức Phật, sám hối Bồ Tát Địa Tạng. Ngày xưa tôi đi học cũng thế, nghe một số các hòa thượng, các thượng tọa, các đại đức cũng giảng là gì?
Kinh Địa Tạng là chỉ dành tụng cho vào dịp Vu Lan báo hiếu, dịp tháng 7 thôi. Hoặc rằng bao giờ nhà có người gì, gia đình các Phật tử có người chết thì mình mới đem ra để tụng một bộ để, hoặc là ba bộ để, hoặc bảy bộ để cầu siêu cho họ thôi. Xong thì thôi. Và mình nghe các hòa thượng thường tọa, một số các vị đại đức tăng ni có nói như vậy thì mình cũng gì, cũng ghi nhận như vậy, cho mình cũng chẳng tìm hiểu làm gì cả. Mặc dù ngày xưa chúng tôi có nhân duyên rất lớn với Kinh Địa Tạng, mỗi khi đọc Kinh Địa Tạng tự nhiên chúng tôi có cảm động và trào nước mắt ra. Lần nào ngày xưa chúng tôi đọc Kinh Địa Tạng, tụng Kinh Địa Tạng ở Trường Hạ, vì Trường Hạ ngày xưa đi ăn cư kết hạ cứ 3 tháng thì 3 ngày hành đạo, thường là hay tụng Kinh Địa Tạng hoặc là Kinh Thủy Sám. Nhưng đặc biệt là Kinh Địa Tạng, mỗi khi đọc tụng đến cái bộ Kinh Địa Tạng thì lần nào tôi cũng khóc, mà thậm chí khóc không dừng được, nước mắt cứ lã chã tuôn rơi vì cảm động. Nhưng mà chỉ cảm động lã chã tuôn rơi và nghĩ như vậy thôi, biết như thế thôi, cũng không có nghiên cứu. Mà năm 2015 vừa qua mới hội đủ duyên lành thì mới hội tập lại bộ kinh này, mới có thời gian để nghiên cứu, để tư duy và học tập. Thì khi đó mới thấy rằng ồ, hóa ra không phải như vậy. Hóa ra là Địa Tạng Vương Bồ Tát là một vị đại Bồ Tát có cái đại nguyện bậc nhất trong tất cả các vị Bồ Tát, từng giáo hóa thành tựu cho gì hàng ngàn sa số các đức Phật thời quá khứ và thời hiện tại, nhẫn đến thời vị lai. Và chúng ta đang ngồi đây, tôi tin rằng ai ai chúng ta cũng đã từng ít nhất là từng được một lần Bồ Tát Địa Tạng Vương Bồ Tát dắt chúng ta từ trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đến với cõi người này vậy. Ít nhất là được một lần. Có những vị không biết là bao nhiêu lần rồi. Nhưng mà chúng ta cứ ra thì lại gì? Lại vào. Ra rồi lại vào. Giống như trong Kinh Địa Tạng, chủ mệnh quỷ vương đã nói, bạch Đức Thế Tôn, tại sao con nhìn thấy là chúng sinh được Địa Tạng Vương Bồ Tát giúp đỡ dẫn dắt ra cho khỏi đường địa ngục rồi, tại sao ra được một thời gian nó lại cứ gì? Nó cứ đâm đầu nó quay trở lại vào địa ngục. Không biết vì sao vậy. Đức Thế Tôn trả lời là gì? Vì tập khí tham sân si chưa trừ vậy. Chúng ta xét lại mình xem, đã ra được chưa? Nay được thân người ngồi ở đây rồi, trong đạo tràng này được nghe kinh, được học Kinh Địa Tạng rồi, được thầy sách tiến khuyến khích động viên rồi, nhưng có ra được không? Được sự gia trì của Phật Bồ Tát rồi, có ra được chưa? Chưa chắc chúng ta đều ra được. Mà sau khi hết 7 ngày Pháp hội tụng Kinh Địa Tạng hàng tháng xong, chúng ta ra về, đâu lại vào đấy. Lười lại hoàn lười, biếng lại hoàn biếng. Bảo tụng kinh thì bảo là gì? Con bận lắm. Thầy ơi, con bận lắm, con chỉ có thể là gì? Đến chùa để làm công quả, cúng dường một pho tượng thôi. Và có gì chăm sự nhờ thầy viết sớ cầu gì? Cầu an cho gia đình con, cầu siêu cho tổ tiên con. Và cầu cho con gì? Làm ăn được, phát tài, để cho gì? Tháng sau con lại đến được cúng được pho tượng nữa. Vân vân và vân vân. Bảo tu thì gì? Con bận lắm. Bảo mình tự tu thì bận lắm. Và lấy tiền ra để gì? Để mua sự tu đó thì cúng dường một pho tượng, hoặc rằng á cúng dường in mấy quyển kinh và nhờ người khác đọc cho, và như vậy nghĩ rằng là mình ngon rồi. Đấy. Mình cúng dường 5-10 quyển kinh, vài chục quyển kinh, 100 quyển kinh, 1000 quyển kinh là gì? Có người đọc hộ cho mình rồi, thoải mái mà gì? Mà làm ăn. Yên tâm đằng sau có người đọc kinh cho mình rồi, có người hồi hướng cho mình rồi, có các sư, các thầy hồi hướng, có Bồ Tát hộ trì cho mình, vì mình đã gì? Đã cúng được kinh, đã cúng được tượng rồi, cứ vô tư đi. Đó. Có cái tư tưởng là ỷ lại như thế. Cho nên học Phật như vậy thì chúng ta thấy có thành tựu được không? Khó lắm. Vì chúng ta cúng được một chút, gieo được một chút duyên thì chúng ta chỉ khởi tham sân si và tạo nghiệp để làm cho gì? Nhanh giàu. Nó đốt hết phúc của chúng ta rồi. Cúng được một pho tượng, in được vài chục, vài trăm quyển kinh, công đức có lớn không? Lớn. Khẳng định với các quý vị, công đức rất lớn. Nếu mà chúng ta biết bỏ ác, làm lành, lánh giữ hành thiện, nương vào công đức lớn đó để mà phát đại bồ đề tâm tu hành, cầu mong thành Phật,
cầu mong vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới chắc chắn sẽ thành tựu. Nhưng mà khổ nỗi có mấy ai làm được điều đó. Phần lớn là chúng ta cúng xong đều cho gì? Cầu cho gia đình con là khỏe mạnh, các cháu ngoan ngoãn, và làm ăn gặp nhiều may mắn, đi một về mười, đi tươi về tốt, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra giỏ giọt như nước của cà phê phin. Đấy, thế, cầu thế. Đấy, cho nên chúng ta mới thấy rằng khó thành tựu được cái hạnh nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát là như thế. Vì chúng sinh chúng ta còn mê mờ, đắm chấp, tham lam, keo kiệt với bốn xín, đủ các tập khí xấu đó. Các tập khí xấu đó nó làm cho chúng ta rất khó để phá trừ nó, để xô vỡ nó, để đẩy đổ nó, để chúng ta tiến lên bến bờ giải thoát giác ngộ như mong muốn của Phật và Bồ Tát Địa Tạng. Đó. Cho nên chúng ta cứ ra rồi lại đâm đầu vào, làm khổ cho gì? Làm khổ cho Bồ Tát, làm nhọc lây cho gì? Cho Bồ Tát. Ở trong Quán Âm Tam Thời Niệm tôi có một cái câu rất hay, đó là gì? Đó là khi chúng ta đã tu tập rồi á, hướng tâm giải thoát giác ngộ á, thì gì? Chẳng làm nhọc lây đến gì? Chẳng phiền nhọc lây đến Bồ Tát nữa, đến Bồ Tát Quan Âm nữa. Vì chúng ta gì? Đã tự tu, tự giải thoát, tự giác ngộ được rồi, và không gì? Không cần phải làm nhọc tới ngài lần thứ hai nữa. Đấy, tu được như thế thì mới gì? Mới được, mới đúng bản ý của Phật Bồ Tát. Bằng không cứ làm nhọc tới ngài suốt, làm mệt tới ngài suốt, suốt ngày cứ thỉnh thoảng lại một vài đời, một vài kiếp, một vài trăm, một vài ngàn kiếp á, lại bảo với lên, bảo Phật ơi cứu con với, ở trong cái gọi là cái biển gì ạ? Cái biển nghiệp mà trong kinh Địa Tạng nói là cái biển nghiệp đó. Đưa tay lên với mà Phật ơi cứu con với, Bồ Tát ơi cứu con với, cứ như thế. Cứu lên ra khỏi lúc đó được một vài kiếp, một vài trăm ngàn kiếp, thì lúc đó lại gì? Tham sân si che lấp bản tâm thanh tịnh của mình, khiến cho chúng ta tạo nghiệp sát đạo, dâm vọng, chẳng từ nghiệp ác nào. Lúc đó ba đường ác lại hiện ra, lại kêu Bồ Tát cứu con với, tức là làm nhọc tới Bồ Tát đấy còn gì nữa. Khiến cho Địa Tạng Vương Bồ Tát mãi mãi không thể thành Phật được, cũng là gì? Xét về cái bản chất, xét về cái ý nghĩa sâu xa của nó, đó là gì? Do chúng ta đấy. Vì chúng ta mà Bồ Tát Địa Tạng không thành Phật được đấy. Vì sao? Vì ngày nguyện chúng sinh chưa đổ hết thì chưa thành Phật mà. Địa ngục vẫn còn chúng sinh chưa được chống không thì ngài cũng không gì? Không nguyện chứng Bồ Đề mà. Chỉ bao giờ chúng ta thành Phật hết, địa ngục sạch trơn đó, thì Địa Tạng Vương Bồ Tát mới thành Phật sau cùng. Đó, cho nên đó, các vị vân tập về trong Diệu Pháp Đường, nơi Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết kinh Địa Tạng này, đông nhiều như thế là có ý nghĩa của nó, có cái ý nghĩa thâm sâu rộng lớn của nó. Cho nên chúng ta học Phật ở đây, chúng ta phải có tư duy. Tại sao mà Địa Tạng Vương Bồ Tát lại có uy tín như vậy? Còn chúng ta, tại sao chúng ta cũng tu tập, cũng hành đạo, tại sao không có uy tín như thế? Phải xem xét lại mình. Gần đây có một vài vị Pháp Sư ở Việt Nam chúng ta nổi lên là đả phá và bài xích kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, bài xích những người tu theo Bắc Tông Phật Giáo, hay còn gọi là tu theo Đại Thừa Phật Giáo, đọc tụng thọ trì các bộ kinh điển Đại Thừa Phật Giáo như là kinh Địa Tạng, kinh A Di Đà, kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, kinh Bi Hoa, kinh Bảo Tích, vân vân. Nói rằng đó là gì? Ngoại đạo, đó gọi là Bà La Môn hóa Phật Giáo. Và cực lực phản đối. Và thậm chí còn đi bài xích và đi nói rằng á, Phật giáo Việt Nam ở thế kỷ 21 này phải nhìn nhận lại mình và phải xem xét lại cái nền giáo lý của mình đang học, đang tu. Đấy có phải là Phật giáo chính thống không? Đấy có phải là lời Phật dạy chân chính không? Hay là đó chỉ là lời gì? Của ngoại đạo. Là Bà La Môn hóa Phật giáo. Họ nói, họ chỉ trích, chỉ chiết rất là gì?
là nặng nề. Nhưng xin thưa các quý vị, họ có chỉ chiết, có đả phá Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Truyền của chúng ta đến mức độ nào đi chăng nữa, các quý vị có thể có người sẽ lung lay. Nhưng tôi không bao giờ lung lay. Vì sao tôi không bao giờ lung lay? Vì tôi có cái nhìn của tôi, tôi có cách suy nghĩ của tôi, và tôi có niềm tin chân tịnh của tôi. Và tôi có nhãn quan của tôi. Nhãn quan của tôi làm sao? Tôi nhìn thấy vị ấy chỉ trích, ngồi trên tòa giảng chỉ trích tất cả các hòa thượng thượng tọa, đại đức tăng ni tu theo Phật giáo Đại Thừa, tức là tu theo Bắc Tông Phật giáo đó. Đặc biệt là pháp môn Tịnh Độ, vị này chỉ trích mạnh lắm. Nhưng mà tôi nhìn trên vị đó ngồi trên tòa giảng, mặc cái áo này, mặc cái áo thụng, tức là cái áo gì, áo lễ, giống như áo của tôi, không có khác. Không có khác. Vậy cái y phục này các vị biết là từ đâu không? Từ đâu mà ra? Có phải Phật giáo Ấn Độ may cái y phục như này không? Không. Thời Đức Phật còn tại thế, Ngài xuất hiện ở Ấn Độ, đản sinh xuất gia thành đạo chuyển pháp luân và nhập Niết Bàn ở đất nước Ấn Độ. Cho nên người dân Ấn Độ họ ăn bằng gì ạ? Họ ăn bằng tay, họ vốc bằng tay. Thì Thích Ca Mâu Ni Phật cũng phải gì ạ? Theo cái văn hóa bản địa đó mà Phật Thích Ca cũng gì? Cũng ăn vốc bằng gì? Bằng tay. Người dân Ấn Độ lúc đó nam nữ đều quấn cái tấm vải gọi là cái gì? Nữ thì gọi là mặc cái gì? Tấm vải gì? Gọi là sari. Sari tức là cái tấm vải họ, một cái tấm vải họ may, họ dài với nhau và họ quấn gì? Quấn quanh cơ thể. Chúng ta xem phim Ấn Độ, chúng ta thấy là con gái Ấn Độ là mặc quần áo chưa? Một cái tấm vải họ may, họ quấn quanh như vậy. Và chư Tăng, đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật và kể cả Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài thì hiện ở Ấn Độ, cho nên người dân Ấn Độ con trai cũng mặc một tấm vải quấn quanh người như thế. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta và các đệ tử cũng gì? Cũng phải may mặc một cái tấm vải gì ạ? Quấn quanh người như thế. Nhưng mà tấm vải của Thích Ca Mâu Ni Phật và đệ tử của Ngài mặc thì gọi là gì ạ? Y hoại sắc, tức là nó không sặc sỡ, xanh vàng đỏ trắng tím đen hồng hào như là người ở ngoài đời họ thích mặc, mà người ở trong đạo chỉ nhuộm một cái màu, hoặc là gì? Hoặc là màu gì? Màu vàng, như chúng ta hay đang thấy màu hoàng y. Hoàng y tức là màu vàng. Cái y màu vàng tức là tượng trưng cho màu giải thoát, đồng với màu gì ạ? Màu da của Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Phật có một cái màu da này vàng ánh kim, đó là tượng trưng cho gì? Màu giải thoát. Cho nên chư Tăng sau này thường mặc cái màu y gì? Màu vàng hoặc là màu đỏ gì ạ? Đỏ tía, như là y của Phật giáo Tây Tạng. Màu vàng ánh kim như là màu y của Tăng Ni Việt Nam và Tăng Ni Phật giáo Trung Quốc và Đài Loan, Triều Tiên, vân vân. Còn Nhật Bản á, thì họ thích mặc gì? Nhật Bản và Hàn Quốc họ thích mặc y gì? Màu hoại sắc là màu lam. Y hoại sắc của Hàn Quốc và Nhật Bản là màu lam và màu tối tối. À. Còn Tịnh Tông Học Hội Hòa Thượng Tịnh Không á, thì chủ trương là gì? Mặc y màu gì ạ? Màu nâu, tức là màu hoại sắc. À, nó không sặc sỡ. Cho nên cái tấm y của nhà Phật đó gọi là gì? Gọi là kasa. Kasa. Hay còn gọi là công đức y, phúc điền y, vân vân. Đó. Thì chúng ta thấy Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật ở Ấn Độ, cho nên Ngài ăn mặc cũng không có được khác xa với người dân Ấn. Mà ăn mặc một mình một kiểu thì dân người ta xa lánh mất. Cho nên Phật giáo truyền sang Trung Quốc và Việt Nam, rồi một số các nước Đông Nam Á và Châu Á chúng ta. Chúng ta thấy là người Việt Nam chúng ta có mặc tấm vải quấn như vậy không các quý vị? Có không? Không. Ở Trung Quốc họ có mặc, cái người dân Trung Quốc có mặc cái tấm vải quấn như vậy không? Không. Văn hóa của Trung Quốc và Việt Nam có sự tương đồng với nhau khá chặt chẽ. Cho nên chúng ta thấy người Việt Nam và người Trung Quốc đều mặc quần áo may như chúng ta bây giờ. Cho nên các vị thấy Tăng Ni ở Phật giáo Đại Thừa chúng ta thì cũng may y giống như người dân, nhưng mà mặc cái gì? Màu nâu hoặc là màu lam. Hoặc các vị hòa thượng lớn thì mặc gì? Màu vàng. Các vị hòa thượng lớn mới được mặc quần áo trong, quần áo ngắn màu vàng. À, chúng ta thấy cái hệ phái tu tập của Phật giáo Bắc Tông chúng ta như vậy. Nhưng bây giờ cũng hơi khác một chút.
là hệ thống thiền viện của Hòa Thượng Thanh Từ thì lớn nhỏ đều mặc quần áo cánh màu vàng hết. Cho dù vị đó mới xuất gia vào gì ạ, lên sư ông hôm trước hôm sau một cái là mặc quần áo màu vàng giống như vị hòa thượng luôn. Nhưng ở miền Bắc chúng ta từ xưa đến nay các vị hòa thượng mới được mặc quần áo cánh màu vàng nhé, các vị thượng tọa mới được mặc. Thượng tọa mặc lắm khi còn gì ạ, còn sợ cơ. Mà các vị hòa thượng, các vị tôn túc trưởng lão mới được mặc quần áo cánh, tức là quần áo ngắn á. Quần áo cánh tức là quần áo ngắn màu gì, màu vàng đi ra đường. Và cái áo dài á để mặc đi ra đường á, thì các vị tôn túc gì, từ hàng thượng tọa, giấy phẩm thượng tọa trở lên mới gì, mới dám mặc áo vàng đi ra đường. Còn hàng đại đức như chúng tôi á, từ 24, 23 hạ lạp trở xuống á, thì đi ra đường chỉ được mặc quần áo gì ạ, quần áo nâu, nâu sòng, thể hiện cái sự gì, khiêm cung hạ mình đối với các vị trưởng lão tôn túc vậy. Nếu mà ai xuất gia vào đạo cũng gì, cũng mặc cái quần áo vàng luôn á, như nhau á, thì chúng ta biết là gì, ra ngoài đời họ tưởng là cá mè một lứa. Chúng ta hiểu câu cá mè một lứa chưa? Tức là trên dưới chúng ta gì, đều sàn sàn bằng nhau hết, không có ai trên mà không có kẻ dưới, không có người trên á. Cho nên á, Phật giáo, đặc biệt Phật giáo khu vực Bắc chúng ta ngày xưa, cái y phục á, các cụ ăn vận ăn mặc á, nó có quy củ, có nề nếp, có trên có dưới các quý vị. Đó. Các hòa thượng lớn mới được mặc áo cánh và áo dài màu vàng đi ra đường và ở trong nhà. Các vị thượng tọa đi ra đường mới có thể mặc cái áo dài vàng để mặc ra ngoài thôi. Nhưng còn các vị đại đức và các vị ni á, thì đặc biệt toàn là nâu sòng. Toàn là nâu sòng. Ni cho dù á, có lên đến hòa thượng ni, mình gọi là ni trưởng á, tức là tương đương với hòa thượng ni. Ni sư là tương đương với thượng tọa ni á, thì chúng ta thấy các cụ sư ni ở miền Bắc chúng ta cũng đều nâu sòng hết. Trừ khi nào lên chùa, lễ Phật, tụng kinh, ngồi thiền, thọ trai, thì khi đó mới mặc cái gì? Cái y hậu màu gì? Màu lam. Và cái áo pháp màu gì? Màu vàng. Đó là chỉ cho các vị lên ngôi vị ni trưởng hay ni sư vẫn khiêm cung hạ mình, ăn mặc một cách là khiêm cung hạ mình như vậy. Vì các cụ ấy nghĩ rằng gì? Ni luôn luôn phải tòng tăng theo giáo pháp của Đức Phật. Tuyên thuyết là gì? Với bát kính pháp, tức là tám pháp phải bên ni phải kính trọng, phải thọ trì suốt đời. Trong tám pháp đó có một pháp là gì? Dẫu cho ni có trăm tuổi hạ vẫn phải cung kính và lễ bái một vị tăng gì mới thọ giới tỷ khiêu. Cho nên gọi là ni, cho dù có lên đến ni trưởng ni sư, tức là thượng tọa hòa thượng ni rồi đó, vẫn phải tòng tăng. Cho nên ở miền Bắc chúng ta thấy là các cụ bên ni cho dù đến trăm tuổi, 80 tuổi đạo, đến trăm tuổi đời, các cụ vẫn gì ăn mặc nâu sòng một cách rất là khiêm cung hạ mình. Nên chúng ta thấy ở trong miền Nam thì cái việc ăn mặc đắp y nó cũng khác với miền Bắc chúng ta khá nhiều. Những vị tăng trẻ bây giờ họ thích mặc đẹp hơn, tức là gì, họ không thích mặc nâu sòng mà họ thích mặc gì ạ, quần áo màu lam, tức là màu sáng á, để cho nhìn nó còn gì, nhìn cho nó còn dễ coi một chút. Và lớn lớn lên một chút rồi mới thọ giới tỷ khiêu, hôm trước hôm sau một cái là may quần áo vàng và mặc luôn, giống như gì, các hòa thượng ở miền Bắc chúng ta vậy. Còn miền Bắc chúng ta thì không. Ví dụ tôi chẳng hạn, xuất gia đã 22 năm nay rồi, nếu tính tuổi đạo cũng đã 17-18 tuổi đạo rồi, nhưng mà chỉ cần tôi mặc một bộ quần áo vàng đi ra ngoài gì, ra khỏi chùa thôi, khác ngay. Tăng ni nhìn tôi khác ngay, bảo là gì, cái thằng ấy nó tham danh, cái thằng ấy nó gì, nó không biết gì, không biết khiêm cung hạ mình để học đạo, nó muốn làm hòa thượng khi mà mới gì, mới mười mấy tuổi đạo, chết ngay với các cụ. Miền Bắc chúng ta là nó như thế. Cho nên cho dù có ngang tàng đến đâu cũng không dám mặc, vì các cụ phản ứng ngay. Tăng ni họ gì phản ứng ngay, tín đồ Phật tử họ phản ứng ngay. Có đi chăng nữa chỉ là gì, ở trong ngôi tự viện của mình một lúc nhất định nào đó thôi, chứ mặc suốt cũng không được. Trừ cái hệ phái thiền tông của Trúc Lâm Yên Tử, của Hòa Thượng Thanh Từ truyền bá từ trong miền Nam ra ngoài này mới mặc như thế. Còn Phật giáo miền Bắc chúng ta không có ai mặc như vậy.
Đấy là cũng nói thêm để chúng ta biết về cách ăn vận y phục như vậy. Và tôi nhìn thấy cái vị mà, cái vị sư mà chuyên là đi là trong mấy năm nay, vị ấy chuyên đi là phản pháo, bài xích và đả phá Phật giáo Bắc Tông của chúng ta, Phật giáo Đại Thừa, đặc biệt là Pháp Môn Tịnh Độ. Nói rằng tà sư, nói rằng ngoại đạo, nói rằng bà la môn hóa Phật giáo, vân vân đó. Tôi nhìn thấy vị này ngồi trên bục giảng, cái y vị mặc vẫn y nguyên như y của chúng tôi này. Có nghĩa là gì? Tấm y này là tấm y của cái áo hậu này, cái áo thụng này. Trong nhà chùa nói nôm na là cái áo này gọi là áo thụng, gọi là cái áo lễ. Mình gọi nôm na, các sư gọi nôm na với nhau là cái áo thụng. Tức là cái tay này này, to thế này này, đùng thùng linh thình thế này, do ai chế ra các biết, vị biết không? Do chính là Võ Tắc Thiên. Hoàng đế Võ Tắc Thiên sau khi thỉnh các sư vào á, vào cung để thuyết pháp, thế quấn cái y lòe xòe là khó quá. Thế là Hoàng đế Võ Tắc Thiên mới gì? Mới cho may một cái áo lễ giống như áo của các quan, giống như quan phục, giống như quan phục của triều đại nhà Đường bên Trung Quốc. Và nhưng có một cái á, áo của các quan á, thì theo gấm, theo hoa, theo rồng, theo phượng. Còn áo các sư á, thì một màu gì? Một màu vàng hoại sắc, hoặc một màu nâu, hoặc một màu lam gì? Hoại sắc. Vậy các quý vị, khác nhau ở cái chỗ gì? Áo quan thì theo rồng, theo phượng, theo gấm, theo hoa. Áo của chư tăng thì trơn tru và rất là đơn giản, mặc để khi các sư vào trong á, trong chiều á, thì nói gì? Không bị lộ cái ngực trần ra. Vì chúng ta thấy các sư ở miền Nam, ở phái Nam Tông hoặc phái Khất Sĩ ở miền Nam Việt Nam chúng ta, hay là như là Lào, Thái Lan, Campuchia, Myanmar đó, các vị đó là ăn mặc theo cái kể hệ phái của Nguyên Thủy Phật Giáo hay là Nam Tông Phật Giáo, hay là nói đúng hơn là ăn mặc theo kiểu chư tăng của thời Đức Phật ở Ấn Độ ngày xưa, ăn mặc kiểu như thế, thì nó hở một cái vai gì ạ? Cái vai phải hở trần ra. Mà chư tăng á, thì ngày xưa ở bên Trung Quốc, chư tăng có những vị, có vị tăng trẻ rất là tài giỏi. Không chỉ tài giỏi mà lại còn gì nữa các quý vị? Còn lại hảo tướng. Ở ngoài đời chúng ta gọi là gì? Đẹp trai. Ở trong đạo gọi là gì? Hảo tướng. Cho nên vào trong cung ấy, thấy các cung tần mỹ nữ đầy ra đấy. Nhìn thấy các vị tăng hảo tướng như vậy, sợ các vị cung tần mỹ nữ khởi ra cái tâm gì? Cái tà tâm. Cái tâm bất chính, khởi ra cái tâm gì? Ham muốn dục vọng với gì? Với các vị thầy. Cho nên sợ các vị khởi ra cái tâm như thế, cho nên tạo tội. Vì vậy mà Hoàng đế Võ Tắc Thiên là một vị hoàng đế duy nhất của đất nước Trung Quốc cổ đại cho đến bây giờ là nữ đó. Một vị nữ hoàng đế đầu tiên và duy nhất trong triều đại, các triều đại phong kiến của Trung Quốc từ xưa cho đến nay. Cho đến nay, đến năm 2016 nay, cũng duy nhất chỉ mới có một vị hoàng đế hay một vị nguyên thủ cao tột nhất của đất nước Trung Hoa từ xưa cho đến nay mà thôi, là nữ. Bà ấy chế ra cái gì? Cái tăng phục như thế này, y áo mặc như thế này thì gọn gàng hơn, mà phù hợp với gì? Với văn hóa bản địa của người Trung Hoa lúc bấy giờ. Các quan vào chiều mặc lễ phục như thế này, những thêu gấm thêu hoa. Chư tăng vào chiều thuyết pháp độ sinh cũng mặc lễ phục như thế này để cho gì? Tiện bề đi lại. Và thậm chí là gì? Che kín hết cả mình. Các vị thấy, có thấy vai tôi không? Có thấy tôi ở bên vai không? Không có. Không có. Mà sao gì? Cái áo nó kín như vậy là đắp cái y vào bên ngoài như thế này nữa. Thế là nó kín gì? Kín hết ra. Vậy y áo nó là phương tiện để che cái tấm gì? Cái tấm thân tàm quý. Tức là phải hổ thẹn của chúng ta, phải biết che cái tấm thân của chúng ta lại. Chứ tấm y này không phải là tất cả của người xuất gia. Tấm y này chỉ là phương tiện đối với người xuất gia, và cũng là phương tiện với chúng ta để gì? Để che thân thể, chữa cái bệnh tàm quý. Tàm tức là biết xấu hổ với mình, quý tức là biết gì? Biết thẹn với người. Tự mình biết xấu hổ với bản thân mình, phải ăn mặc cho kín đáo, che cho gì? Thân thể nó kín đáo lại. Và quý tức là biết thẹn với người, mà gì? Che thân thể cho kín lại, gọi là trong nhà Phật gọi là biết tàm, biết quý. Cái chỗ đó vậy đó. Cho nên cái đấy là phương tiện. Vì vậy mà chúng ta không có được chấp vào là phải là cái y gì? Y mặc như thế này mới là Phật giáo, mới là tăng sĩ Phật giáo. Hoặc là y mặc như thế kia
mặc như thời Đức Phật còn tại thế, các vị tăng sĩ Ấn Độ quấn quanh người bằng một tấm vải đó mới là gì? Mới là tăng sĩ Phật giáo. Không quan trọng. Tấm cà sa, tấm áo bên ngoài không phải làm nên tất cả phẩm chất đạo hạnh của một vị tu sĩ. Nó chỉ là một phần để gì? Để hoàn thành cái gì? Cái bản nguyện và bản hạnh, cái hình tướng của vị tu sĩ thôi. Nó phải có, tất nhiên nó phải có. Nhưng mà nó chỉ là một phần thôi các quý vị, chứ không phải là tất cả. Hay mình gọi là gì? Đấy là bề nổi của vị, một vị tu sĩ, là hình tướng của vị tu sĩ. Còn cái bên trong, tức là cái đạo hạnh, cái sức tu, cái tâm an định, thanh tịnh của gì? Của vị tu sĩ mới là cái nền tảng, cái cốt lõi, là xương tủy của đạo Phật vậy. Tất nhiên là lý sự phải gì? Hai cái phải kết hợp, tương trợ, hỗ tương lẫn nhau thì nó mới trở thành, khiến cho đạo Pháp được gì? Được trường tồn và được hưng thịnh được. Đó. Nhưng mà đấy cũng nói thêm để cho chúng ta thấy được vị này, tức là cái vị gì? Vị Đại Đức đó, vị Thượng Tọa đó, báng phá Phật giáo Đại Thừa chúng ta. Nói rằng những người tu theo Tịnh Độ là Bà La Môn hóa Phật giáo, những người tu theo Đại Thừa Phật giáo là Bà La Môn hóa Phật giáo, là ngoại đạo. Nhưng mà tôi nhìn thấy vị ấy vẫn mặc một cái tấm áo gì mà vị ấy cho là Bà La Môn hóa Phật giáo trên cơ thể của mình. Rồi á, những bộ kinh vị ấy dịch, trước đây vị ấy dịch kinh là Phật Thuyết A Di Đà Kinh mới có 4-5 năm trước. Đích thân vị ấy dịch và vị ấy cho các Phật tử tín đồ của vị ấy đọc tụng ở ngôi chùa của vị ấy ở. Mà ngôi chùa của vị ấy ở đang tu bây giờ, xin lỗi các quý vị, cũng là ngôi chùa do các thầy tổ của Phật giáo Đại Thừa xây dựng lên. Ngôi chùa thì của gì ạ? Do chính thầy vị ấy có công xây dựng và bảo vệ và cạo tóc thế phát, nuôi lớn cho vị, thọ giới cho vị, vị đi ăn đi học, sau này về lại để phản lại Phật tổ, phản lại thầy tổ của mình và phản lại chính cái chính kiến của mình. Mấy năm trước, mấy năm trước mình còn gì ạ? Dịch kinh A-di-đà, tụng kinh A-di-đà, giảng kinh A-di-đà và khuyên Phật tử tụng kinh A-di-đà. Mấy năm sau, không hiểu vì lý do gì thì lại bảo là kinh A-di-đà là ngoại đạo, là Bà La Môn giáo hóa Phật giáo, là kinh của gì? Của Phật giáo Trung Quốc, là kinh của một vài số vị tổ sư Ấn Độ, vân vân và vân vân. Đó. Cho nên á, học Pháp, học Phật cái thời mạt Pháp này chúng ta thấy á, nó khó khăn vô cùng. Ấy, nay họ như thế này, nhưng mai họ sẵn sàng gì ạ? Đổi trắng thay đen như thế khác luôn. Chúng ta không biết đường nào để mà lần. Mấy năm trước vẫn nghe vị Thượng Tọa này tán dương khen ngợi về Pháp môn Tịnh Độ, giảng kinh A-di-đà, nhưng mấy năm sau lại cực lực phản bác. Tin làm sao được? Các quý vị nương vào đâu để mà tin? Cho nên các quý vị thấy là gì? Quan điểm của chúng tôi, chúng tôi á, không mời nhiều các pháp sư về để giảng ở trong đạo tràng của chúng tôi. Vì sao? Vì tôi sợ rằng chính ngay trong đạo tràng này các quý vị gì, niềm tin chưa vững đã khởi lên gì ạ? Khởi lên những mối nghi to tướng rồi. Vì sao? Vì năng lực, kiến thức, trình độ của mỗi vị pháp sư có sự nhìn nhận Phật Pháp bằng gì ạ? Bằng cái sự hiểu biết của họ. Mà mỗi vị pháp sư nhìn nhận Phật Pháp bằng cái kiến thức, sự hiểu biết của họ thì tất nhiên khi lên trên tòa giảng, các ngài sẽ trình bày theo cái gì? Cái hiểu và cái học, cái tu, sở học, sở tu, sở chứng, sở ngộ của mình ấy. Cho nên mỗi người có một cái cách lý giải Phật Pháp khác nhau. Và tôi không muốn rằng cùng trong một đạo tràng này, cùng trong một tòa ngồi này và cùng trong một hội trường này, chúng ta lại phải khởi lên những cái mối nghi ngờ lớn khi mà chúng ta chưa thành tựu được chính tín. Cho nên các vị thấy là tôi tuyệt đối không thỉnh các vị pháp sư mà gì nay thỉnh vị pháp sư tu về thiền về giảng cho chúng ta, mai thỉnh các vị pháp sư tu về mật giảng cho chúng ta, ngày kia thỉnh các vị pháp sư tu về nguyên thủy giảng cho chúng ta. Vì kinh nghiệm của chúng tôi á, biết được là có một vài chùa ở Ấn Độ, ở Hà Nội chúng ta này,
thỉnh rất nhiều các quý thầy đến để giảng pháp. Tháng này thì thỉnh thầy giảng về gì? Về tịnh độ, hướng cho các Phật tử niệm Phật. Các Phật tử vui lắm, nhất tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tháng sau lại thỉnh thầy gì ạ? Về thiền. Về vào đây, các thầy về thiền thì nói rằng gì? Tu tịnh độ là phương tiện, là không phải là thực sự là chân pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy, mà phải ngồi thiền mới là gì? Là giáo pháp đích thực của Phật giáo, là phương pháp mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã gì? Đã tu chứng và đã thành Phật. Nay chúng ta muốn tu chứng, muốn thành Phật cũng phải gì ạ? Ngồi thiền như là Thích Ca Mâu Ni Phật. Chứ niệm Phật chỉ là phương tiện, làm gì có chuyện niệm Phật thành Phật được. Các vị đấy chỉ là chuyện hão thôi, đấy là phương tiện của các vị tổ sư Trung Quốc thôi, vân vân và vân vân. Cho nên chúng ta bây giờ nó đang có một cái gì, cái xích mích giữa hai quốc gia ở ngoài gì, ở ngoài Biển Đông. Đặc biệt là 1-2 năm trước có cái tàu thăm dò gọi là gì, bao nhiêu nhỉ, mã số là bao nhiêu nhỉ, bao nhiêu, 981 à, hay bao nhiêu? Nó dùng cái tàu thăm dò, nó vào cả cái vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam chúng ta để nó thăm dò dầu khí rồi vân vân. Rồi dân tộc Việt Nam chúng ta cái lòng yêu nước thì gì? Thì có cái truyền thống từ lâu đời. Cho nên thấy nước khác đến xâm lấn hoặc là có mưu đồ xâm lấn tấc đất tấc vàng của cha ông mình, cho nên là mình có một cái gì, cái suy nghĩ đã không tốt rồi. Vậy bây giờ các vị, một vài vị sư, một vài vị tăng ni lợi dụng cái vấn đề chính trị đó để truyền bá rằng cái pháp môn niệm Phật là pháp môn do các tổ sư Trung Quốc truyền bá, cho nên nó đừng có theo. Theo nó tức là bán nước theo nó, tức là thế này thế khác thế kia. Như vậy là gây gì? Đổ, các cụ ngày xưa nói là đổ thêm dầu vào lửa. Đáng nhẽ hai quốc gia không có chiến tranh, nhưng mà gì, hai bên đều rừng rực lên như thế. Chúng ta biết chúng ta tuyên truyền để chống phá người Trung Quốc, thì chúng ta biết là người Trung Quốc họ cũng sẽ tuyên truyền để chống phá dân tộc đất nước Việt Nam chúng ta. Hai bên chống phá nhau đến chỗ cực điểm thì sẽ xảy ra cái gì các quý vị? Chiến tranh. Mà chiến tranh thì có bên nào thắng không các quý vị? Chúng ta thấy là cái tôi rất tâm đắc với lời mà đương kim chủ tịch nước Trần Đại Quang của chúng ta vừa nói ở trả lời báo chí và thông tin quốc tế cũng như trong nước của chúng ta, nói rằng nếu để Biển Đông xảy ra chiến tranh chắc chắn không có bên nào thắng, mà tất cả chỉ đem đến sự đau khổ cho gì, cho đồng bào của các quốc gia, các dân tộc mà thôi. Đó, chúng ta thấy tôi tâm đắc với lời nói của đương kim chủ tịch nước Trần Đại Quang như vậy. Cho nên một vị tăng ni không hiểu được cái lịch sử truyền thừa của Phật giáo trên toàn thế giới nói chung, đặc biệt Phật giáo Việt Nam chúng ta, mà cứ muốn là Phật giáo Việt Nam chúng ta phải như Phật giáo Ấn Độ ngày xưa, phải trở về cái thế kỷ của hơn 2.000 năm trước khi Đức Phật còn tại thế. Nghĩa là sao? Nghĩa là mặc cái y phải quấn quấn như là người dân Ấn Độ và Đức Phật ngày xưa thành đạo cái thời đó thì mới là đệ tử của Phật. Ăn cơm mà phải gì? Ăn gì? Ăn bằng 5 ngón tay vốc vốc ở trong đĩa và đút vào miệng mình như thế này á mới là đệ tử của Phật chân chính á. Như vậy là sai. Các quý vị thử nghĩ xem, cả đất nước, cả dân tộc Việt Nam của chúng ta đều ăn cơm bằng gì ạ? Bằng hai loại, đó là gì? Đũa và gì? Cái thìa. Miền Bắc chúng ta gọi là thìa, miền Nam gọi là cái gì? Cái muỗng, đúng không? Cái muỗng. Cái muôi thì nó gì? Nó to hơn, dùng để múc canh. Miền Bắc chúng ta gọi cái muôi thì dùng để múc gì ạ? Múc canh hoặc để chan nước canh, nó to hơn. Dùng một cái chung cho một bát cơm, một bát canh to để cho cả 5-6 người ăn trong một gì, một mâm cơm. Nhưng còn cái thìa thì dùng riêng cho gì? Cá nhân. Cái muỗng ở trong miền Nam, cái muỗng thì dùng để ăn cơm cùng với đôi đũa. Cái muỗng thì dùng để xúc cơm, cái đũa thì dùng để gắp canh. Nhưng mà ở miền Bắc chúng ta thì gì? Cái đôi đũa là dành luôn cho cả cái gì ạ? Cả thìa và cả đũa luôn, đúng không? Thường thường miền Bắc chúng ta chỉ ăn có một đôi đũa thôi, dùng cả thìa cả đũa thay vào trong đó. Có người bảo miền Bắc ăn như thế là ăn bẩn.
Phải ăn như trong miền Nam cơ mới là văn minh, mới là lịch sự. Vì sao? Vì cái đũa ăn vào miệng, chút chút vào miệng rồi thì lại chấm vào trong cái gì? Cái bát canh và lại gì ạ? Lại gắp canh. Cho nên họ nói rằng miền Bắc, các sư và Phật tử miền Bắc, người dân miền Bắc chúng ta ăn như thế là ăn gì? Không được vệ sinh cho lắm. Nhưng mà ở ngoài miền Bắc chúng ta lại có cái lập luận là gì? Vì tôn trọng nhau. Hay chưa các quý vị? Vì tôn trọng nhau, vì không coi thường nhau, cho nên bình đẳng với nhau khi mà ngồi vào một mâm cơm. Anh và tôi không phân biệt gì, sang hèn không phân biệt là giàu nghèo, không phân biệt là gì, là ốm đau bệnh tật hay là khỏe mạnh, khiến cho gì? Cho họ phải có một cái gì đó là không vui và mất tự tin khi mà ngồi chung một mâm cơm với nhau. Cho nên tất cả chỉ dùng một đôi đũa thôi. Làm việc cái gì hay làm gì thì có thể phân trên dưới, nhưng khi ngồi vào mâm cơm tức là gì? Bình đẳng. Tuy là có kẻ lớn thì ngồi trên, kẻ nhỏ thì ngồi dưới, nhưng mà ăn chung một mâm thì bình đẳng như nhau. Cùng gì? Mỗi người một đôi đũa, cùng gắp chung một bát cơm, đó là tôn trọng cái gì? Tôn trọng nhau vậy. Đấy, chúng ta cũng có cái lý luận của chúng ta. Thế không phải không? Cho nên chúng ta thấy một vị sư ở miền Bắc ăn có giống với các Phật tử, với người dân ở miền Bắc chúng ta không? Có không các quý vị? Cũng ngồi vào trong mâm và gì, cầm đôi đũa ăn cái bát giống như người dân miền Bắc chúng ta, giống như người dân miền Bắc Việt Nam chúng ta không khác. Còn các sư trong miền Nam, người dân miền Nam thì dùng một cái muỗng và một cái gì, một đôi đũa, thì các sư trong miền Nam cũng dùng một cái muỗng, một đôi đũa giống như những người dân trong miền Nam, không có khác. Đó là phong tục, văn hóa, truyền thống của quốc gia dân tộc nào đó, mà cái văn hóa truyền thống đó tốt đẹp thì Phật giáo liền là gì? Tiếp thu, không có gì đi trái lại. Đó mới là Phật giáo nhập thế. Đó mới là gì? Cái ý nghĩa truyền bá Phật giáo sâu rộng vào trong gì? Trong lòng dân tộc được các quý vị. Vì Phật giáo không thể tách rời dân tộc và phát triển. Đó. Cho nên hôm nay chúng tôi nói nhiều, nói dài, nói dài như vậy cũng chỉ là để cho chúng ta gì? Mở mang thêm cái kiến thức về Phật học, cũng như là cái kinh nghiệm trong cuộc sống đời thường giữa Phật giáo và dân tộc, giữa cái văn hóa Phật giáo và văn hóa dân tộc của mỗi quốc gia, đặc biệt là Việt Nam chúng ta vậy. Chúng ta đừng có đi là mong muốn là Phật giáo phải như thế, và phải giống như người dân Ấn Độ thì mới gì? Mới phát triển được, mới là Phật giáo chân chính được, không có. Đấy, cho nên đây là một cái kinh nghiệm cho chúng ta học Phật. Do đó mà sau này nếu có thấy một vị Pháp sư nào, một vị Đại Đức nào, một vị Hòa Thượng Thượng Tọa nào có chê bai, chỉ trích, sàm báng Phật giáo, Bắc Tông Phật giáo Đại Thừa của chúng ta là ngoại đạo, là Phật giáo của Trung Quốc, hay là Phật giáo của không phải của Ấn Độ, hay là của một vị vài vị sư Ấn Độ lai căng Phật giáo Trung Quốc thôi, thì chúng ta cũng gì phải biết vị đó đang có vấn đề. Có vấn đề gì? Có một cái mưu đồ chính trị đen tối nào đó ở đằng sau. Mình gọi thế gian nó gọi là mưu đồ chính trị đen tối nào đó ở đằng sau, để làm gì? Để kích động dân chúng, để chia rẽ giữa dân tộc này với dân tộc khác, quốc gia này với quốc gia khác. Rất nguy hiểm các quý vị.